Nga chuẩn bị cho trận đánh lớn ở Ukraina. Một quan chức do Nga bổ nhiệm tại vùng Zaporizhzhia, miền Nam Ukraina, cho rằng sẽ có nhiều diễn biến quan trọng trên chiến trường Ukraina vào mùa thu này. Sau cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 23 tháng 8, Jevgeny Palitsky, người đứng đầu Zaporizhzhia do Nga bổ nhiệm, cho biết ông dự đoán sẽ có nhiều diễn biến quan trọng tại đây vào mùa thu này. Sau cuộc nói chuyện với Tổng thống, tôi có thể nói rằng, nước Nga vẫn chưa bắt đầu bất cứ điều gì, sẽ có rất nhiều diễn biến quan trọng vào mùa thu này. Ông nói với kênh truyền hình Russia 24, Zaporizhia là một trong bốn tỉnh Ukraine sáp nhập vào Nga cuối năm ngoái sau một cuộc trưng cầu dân ý. Tuy nhiên tới nay Nga vẫn chưa kiểm soát hoàn toàn bốn tỉnh này. Tại cuộc gặp với các thành viên Quốc hội Nga vào tháng 7 năm 2022, Tổng thống Putin cũng từng đưa ra bình luận tương tự về chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Hôm nay tôi nghe thấy phương Tây muốn Nga bị đánh bại trên chiến trường, cứ để họ thử, chúng ta còn chưa thật sự bắt đầu điều gì cả. Tôi cũng đã nghe nhiều lần rằng phương Tây muốn chiến đấu với chúng ta cho tới người Ukraine cuối cùng ông Putin khi đó nói ông cũng nhấn mạnh rằng nga vẫn sẵn sàng đàm phán để chấm dứt xung đột và những ai từ chối làm vậy phải biết rằng thời gian càng kéo dài thì họ càng khó đạt được thỏa thuận với chúng ta theo ông Balitsky nga hiện chiếm ưu thế trên chiến trường ngày 23 tháng 8 các lực lượng nga tiếp tục tấn công ở thành phố Kubian thuộc tỉnh Kharkov. người phát ngôn bộ quốc phòng nga Igor Konashenkov tuyên bố Moscow đã đẩy lùi bốn cuộc tấn công của quân đội Ukraine ở khu vực Kubians trong khi đó, Ukraine bị cho là đã mất hàng nghìn binh sĩ kể từ khi bắt đầu chiến dịch phản công hồi đầu tháng. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thừa nhận tốc độ phản công chậm hơn dự kiến, nhưng quân đội Ukraine đang đi đúng hướng trong việc chống lại các tuyến phòng thủ của Nga. Chúng tôi đang tiến về phía trước, điều đó rất khó khăn đối với chúng tôi vì Nga đã gài mìn rất nhiều, tới hàng nghìn bãi mìn, ông nói. Kiev phát động cuộc phản công nhằm đẩy lùi lực lượng Nga từ đầu tháng 6, nhưng cho tới nay vẫn chưa phá được phòng tuyến của Nga hoặc chưa giành lại được bất kỳ phần lãnh thổ đáng kể nào. Theo đánh giá gần đây của quân đội Nga, Ukraine đã mất khoảng 43.000 binh sĩ và 5.000 thiết bị quân sự, trong đó có ít nhất 25 xe Leopard và 21 xe chiến đấu bộ binh phát lây. New York Times tuần này đưa tin, các quan chức Mỹ chỉ trích chiến lược quân sự của Ukraine, cho rằng Kiev lẽ ra nên tập trung lực lượng để tấn công quyết định vào một hướng tại phía Nam, thay vì dàn trải lực lượng dọc theo một chiến tuyến quá dài. Tuy nhiên, theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW, có trụ sở tại Mỹ, Bằng cách tấn công một số khu vực trên tiền tuyến, Ukraine đang buộc Nga phải kéo căng lực lượng ngăn chặn và ngăn cản Moscow tiếp viện ở những khu vực mà Kiev có thể đạt được bước đột phá. Thông qua các mũi tấn công nhằm vào Bakhmut ở phía đông, Ukraine đang ngăn cản Nga củng cố lực lượng cho phía nam, nơi Kiev đang tìm cách phá phòng tuyến của Nga. ISW cho rằng Ukraine đang có những nỗ lực tích cực nhằm hướng tới giành lại khu vực Melitopol chiến lược. Tổng thống Zelensky cũng lý giải lực lượng của Ukraine không thể lơ là ở mặt trận miền đông, nơi Nga có tới 200.000 quân nếu Ukraine dồn quân phản công ở miền Nam, Nga có thể nhanh chóng kiểm soát thêm lãnh thổ ở đây. Chúng tôi sẽ không từ bỏ Kharkov, Donbass, Pavlograd hay Dnipro, ông Zelensky cho biết. Ukraine bất lực, nhìn Nga và phương Tây định đoạt số phận. Vào sáng ngày 19 tháng 8, một tên lửa của Nga đã tấn công nhà hát kịch ở Chernihiv, cách thủ đô Kiev khoảng 150 km về phía Bắc. Truyền thông Ukraine cho biết tên lửa đã đánh trúng tòa nhà của nhà hát kịch, nơi mà các tình nguyện viên và nhà máy phát triển máy bay không người lái chiến đấu đang tổ chức một cuộc họp. Điều đáng nói ở đây là cuộc họp này không biết cố tình hay là vô ý lại được công bố công khai vài ngày trước trên mạng internet. Chính vì điều này mà hiện có nhiều cáo buộc rằng chính những người tổ chức cuộc họp đã vô tình dò dỉ mục tiêu cho người nga. Tuy nhiên ban tổ chức sự kiện nói rằng địa điểm của cuộc họp chỉ thông báo bằng cách gửi thư tín cho những người tham gia. Vì vậy mà dư luận Ukraine cho rằng có thể một trong những người tham gia đã dò dỉ dữ liệu cho người nga thành phố Chernihiv tọa lạc chỉ cách biên giới Nga 70 km. Vào thời điểm Nga tấn công, truyền thông Ukraine cho biết có một cuộc họp về các kỹ sư, quân nhân và tình nguyện viên về chủ đề công nghệ quân sự cho cuộc xung đột. Ước tính có hơn 200 người bên trong phòng họp. Các nhân chứng nói rằng dư chấn mạnh tới mức các cửa sổ trong các tòa nhà cách xa vụ nổ đã bị văng ra. Tuy nhiên, có báo cáo cho rằng đây chỉ là một cuộc triển lãm máy bay không người lái. Các nguồn tin của Nga cho rằng đây là một cuộc họp của các sĩ quan lực lượng hoạt động đặc biệt của Ukraine và đại diện của NATO từ Ba Lan và Litva và đã gặp nhau tại đó. Mục đích của cuộc họp là phát triển một lực lượng để bảo vệ biên giới chung giữa các quốc gia Baltic. Có 23 người có quốc tịch nước ngoài tại cuộc họp này. Trong số 23 người thì 9 thi thể được tìm thấy dưới đống đổ nát, số còn lại vẫn được coi là mất tích. Tại nhà hát kịch thì hơn 38 chiến sĩ và sĩ quan quân đội Ukraine cũng đã không qua khỏi, hơn 75 người bị thương nặng. Kênh BBC cũng đã gián tiếp xác nhận tính hợp lý của các báo cáo trên có thể nói đây là một đòn tấn công cực kỳ bất ngờ của Nga vào thành phố này và gây tổn thất cho Ukraine và NATO. Truyền thông Ukraine cho biết hiện thì tổng cục tình báo Ukraine đang điều tra về vụ việc này. Tuần qua quân đội Ukraine đã triển khai lữ đoàn cuối cùng với trang bị của phương Tây để phản công. Lợi ích mà cuộc phản công này đạt được xa nhất là ở phía nam Orikhiv, nơi binh sĩ của Ukraine chỉ tiến thêm được khoảng 12 km nhưng phải mất hơn 70 ngày cùng với rất nhiều tổn thất về người và khí tài. Giờ đây truyền thông phương Tây cho biết, Tổng thống Zelensky đã chỉ thị cho quân đội Ukraine bắt đầu trận chiến giành lại tốc trước khi kết thúc mùa thu. Kênh CBS News viết như sau, các lực lượng Ukraine đã vượt qua một bãi mìn của Nga ở phía bắc Tokmak và hiện đang giao chiến với tuyến phòng thủ đầu tiên của Nga tại đây. Việc tái chiếm các thành phố như là Tokmak và tiến xa hơn tới Velitopol sẽ là một nhiệm vụ khó khăn hơn đối với Ukraine. Tuy nhiên, thành phố Tokmak mà Ukraine muốn kiểm soát hiện vẫn còn cách đó 12 km. Muốn chiếm được thành phố chiến lược này, thì quân đội Ukraine phải vượt qua một số tuyến phòng thủ được xây dựng kiên cố của người Nga. Kế hoạch của NATO vạch ra cho Ukraine là phải chiếm được Tokmak vào cuối mùa thu này. Nhưng mà nếu Ukraine không tiến được tới Tokmak vào tháng 11 tới, điều đó có nghĩa là cuộc phản công này sẽ sụp đổ hoàn toàn. Trên trục thứ hai của cuộc phản công, Ukraine cũng chỉ tiến thêm được khoảng 6-8 km và chiếm giữ được một số ngôi làng nhỏ. Tuy nhiên, số binh sĩ không qua khỏi trong cuộc chiến này còn lớn hơn rất nhiều so với số dân cư trú trong các ngôi làng trước đây. Mục đích của cuộc phản công của Ukraine là tiến tới biển Azov, khoảng cách từ tiền tuyến ra biển Azov khoảng 100 km và sau gần 2 tháng rưỡi phản công, thiếu Ukraina vẫn còn 88 cây số nữa, nhưng mà thời gian không còn nhiều cho quân đội Ukraina. Trong tuần trước, Bộ Quốc phòng Nga đã báo cáo trung bình có 770 tử thương ở tiền tuyến Ukraina mỗi ngày. Cuộc phản công của Ukraina có thể lên tới cao trào vào tuần tới và đó là thời điểm mà Nga sẽ tiến hành cuộc tấn công một dấu hiệu cho động thái này là chuyến thăm vào tối ngày 18 tháng 8 của Tổng thống Putin tới Rostov, nơi điều hành chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine. Không ai biết chính xác cuộc tấn công của Nga sẽ bắt đầu ở đâu và quy mô sẽ như thế nào, nhưng cách đây vài ngày, Tổng thống Belarus Lukashenko trong cuộc phỏng vấn với nhà báo người Ukraine đã hé lộ một vài tin tức. Ông tuyên bố rằng Nga đã huy động một lực lượng tình nguyện lên tới 250.000 người, con số này còn lớn hơn toàn bộ lực lượng Nga đang tham chiến trong vòng 18 tháng qua. Không rõ là Tổng thống Belarus có phải đang đề cập đến quân đội mới mà Bộ trưởng Quốc phòng Nga Gu đã từng thông báo rằng Nga đã huy động lên tới hơn 230.000 người vào đầu tháng 8. Quan trọng hơn, Tổng thống Belarus dường như tin rằng Nga sẽ sử dụng đội quân khổng lồ này trong một cuộc tấn công mới để loại bỏ hoàn toàn quyền kiểm soát của Ukraine ở mặt trận phía Đông và phía Nam. Ông nói như sau, cuộc phản công của Ukraine đã khiến 45 người không qua khỏi và bị thương. Nga có 250.000 binh sĩ dự bị với khí tài tối tân. Ukraine sẽ bị nghiền nát và người Ba Lan xoa tay trong niềm hân hoan. Dưới sự ủng hộ của người Mỹ, Ba Lan sẽ cắt đứt các vùng phía Tây và Ukraine phải tự giác và hành động trên cơ sở thực tế, hành động vì lợi lãnh thổ xinh đẹp của các bạn. Có thể nói, Tổng thống Lukashenko đang cảnh báo về khả năng Ukraine sẽ mất nhiều lãnh thổ hơn nữa nếu như mà Ukraine không chịu ngồi vào bàn đàm phán. Trong khi đó, cộng đồng chuyên gia bình luận quân sự Nga đang thảo luận sôi nổi về cách thức mà lực lượng Nga mở cuộc tấn công. Kênh Witt Union tin rằng cuộc tấn công của Nga sẽ bắt đầu từ mặt trận phía Bắc với lực lượng nòng cốt là Wagner, Tuy nhiên, có quan điểm cho rằng Nga sẽ không tiến hành một cuộc tấn công lớn bởi vì chiến thuật sử dụng công nghệ cao của Nga trong những tháng gần đây đã phát huy tác dụng khiến Ukraine tổn thất đáng kể. Giới chuyên gia quân sự cho rằng chiến thuật của Nga sẽ tiếp tục gây áp lực lên tất cả các mặt trận nhằm xóa sổ quân đội Ukraine bằng pháo binh, sau đó sẽ chỉ tấn công ở nơi mà Ukraine dễ bị tổn thương nhất. Sau đó, những gì chúng ta đang thấy trong cuộc chiến trong hai tháng qua đều có sự hỗ trợ đắc lực của UAV để phá hủy các thiết bị và chiến hạm của Ukraine. Theo đó, pháo binh dọn đường cho lực lượng Nga di chuyển vào khu vực chống. Chiến thuật mà cả Ukraine và Nga hiện đang áp dụng là tấn công và phá hủy tất cả các công sự phòng thủ của nhau, khiến binh sĩ không còn có chỗ ẩn nấp và buộc phải rút lui. Tại khu vực Kubian và Kharkov, quân đội Nga tiếp tục chọc thủng hàng phòng thủ của Ukraine ở Sinkovka và bắt đầu bao vây thị trấn này. Có thể nói Kubian đang dần dần sụp đổ và nhiều khả năng người Nga sẽ đẩy hoàn toàn lực lượng Ukraine ra khỏi khu vực này vào cuối năm nay. Mỹ và phương Tây đã sẵn sàng để từ bỏ Ukraine trên chiến trường, Tổng thống Zelensky đang gấp rút phản công, nhưng mà mọi nỗ lực của ông không mấy thành công. Có tin đồn cho rằng Mỹ đang cực kỳ giận dữ với Bộ Tổng tham mưu Ukraine khi mà tướng Zhuzhny lựa chọn việc chia nhỏ lực lượng Ukraine trong một nỗ lực vô ích nhằm chiếm lại Bakhmut tại miền Đông. Lý do có thể là Kiev nhận định rằng sau khi lực lượng Wagner rút khỏi Bakhmut, thì lực lượng dự bị thay thế của Nga sẽ tương đối yếu và sẽ bại trận trước sức tấn công dữ dội của các đối đoàn thiện chiến của Ukraine. Nhưng thật không may cho Kiev, điều đó đã không xảy ra và các lực lượng Nga đã tiến hành hàng loạt cuộc phản công ở sườn phía nam của hướng Bắc Mút. Kênh Resident của Ukraine, chỉ dẫn nguồn tin của truyền thông Đức cũng nhận định như sau, cuộc tấn công kéo dài 5 tuần và ngôi làng tại Kriyevka của quân đội Ukraine đã bất thành. Dù đã sử dụng hàng chục xe bọc thép và hàng chục binh sĩ, nhưng mà quân đội Ukraine vẫn không giải phóng được ngôi làng. Vì vậy mà chiến dịch chọc thủng và bao vây Bắc Mút đã bị xa lầy. Trong khi đó, thì Mỹ muốn Ukraine tập trung toàn lực ở mặt trận phía Nam, nhưng chính quyền Kiev vẫn bị ám ảnh bởi sự mất mát mang tính biểu tượng của họ tại Bắc Mút, Có thể nói các cuộc giao tranh ở tất cả các khu vực mặt trận phía Nam hiện đang diễn ra vô cùng khốc liệt. Tuy nhiên, ngay khi Tổng thống Zelensky chuẩn bị tiếp tục đẩy mạnh nỗ lực phản công, thì có một tin đáng lo ngại từ NATO. Có thông tin cho rằng các nhóm lợi ích phương Tây đang chuẩn bị phương án trao tư cách thành viên NATO trong Ukraine để Tổng thống Zelensky nhượng đất cho Nga như một khoản bồi thường nhằm chấm dứt xung đột. Và đây chắc chắn là một đòn giáng mạnh vào Tổng thống Zelensky. NATO đã dội gáo nước lạnh vào Tổng thống Zelensky. Một số quan điểm cho rằng các nhóm lợi ích phương Tây không còn có thể tiếp tục ủng hộ cuộc chiến rằng co bất tận này nữa. Vốn dĩ cuộc chiến ủy nhiệm giữa NATO và Nga của Ukraine là một toan tính thâm hiểm của chính quyền Biden bằng cách tiêu hao lực lượng của người Nga. Tuy nhiên mọi thứ đã phản tác dụng, cuộc chiến đã kéo dài hơn 18 tháng qua nhưng mà chưa có dấu hiệu cho thấy sức mạnh quốc gia của Nga bị cạn kiệt. Ngược lại, các thành viên NATO đều đang gặp khó khăn. Có lẽ ngay từ đầu, Mỹ và NATO đã đánh giá quá thấp sức mạnh và sự kiên cường của Nga. Là một quốc gia có diện tích rộng lớn, Nga đã trải qua vô số các cuộc chiến và họ đã chứng minh được sức mạnh cũng như là tư duy chiến lược của mình trong chiến đấu. Trước sức ép và thách thức từ phương Tây, Nga đã không phòng thủ một cách thụ động mà đã đánh trả một cách vô cùng cứng rắn. Tại thời điểm này, tránh văn phòng của Tổng thư ký NATO đã công khai kêu gọi Ukraine nhượng một phần lãnh thổ cho Nga. Tin tức này dường như thổi bùng ngọn lửa giận dữ và bất mãn từ phía Ukraine. Đối với người dân Ukraine thì đây chắc chắn là một đòn khá nặng nề. Trong bối cảnh xung đột giữa Ukraine và Nga tiếp tục leo thang, chính quyền Kiev vẫn luôn kỳ vọng và lệ thuộc vào các nước phương Tây. Tuy nhiên giờ đây Ukraine tin rằng việc nhượng lại lãnh thổ cho Nga đồng nghĩa với sự phản bội đối với sự toàn vẹn và độc lập của đất nước mình. Trước phản ứng dữ dội của Ukraine, các quan chức NATO tuyên bố đây chỉ là một đề xuất chứ không phải một thông báo chính thức và đã rút lại tuyên bố cũng như tạm thời từ bỏ kế hoạch yêu cầu Ukraine nhượng đất lấy hòa bình tuy nhiên điều này càng khiến giới quan sát nghi ngờ rằng phương tây đang trở nên mệt mỏi và nato đã sẵn sàng để từ bỏ ukraine